Giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 11 900, 12 000 đồng kg, tăng 50 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 cũng điều chỉnh tăng 50 đồng 1 kg lên mức 13 900, 14 000 đồng kg. Tương tự, giá phụ phẩm cũng tăng 100 đồng 1 kg với cám khô, trong khi giữ ổn định với tấm IR504. Theo đó, giá tấm IR504 ở mức 11.912.000 đồng, kg, giá cám khô dao động quanh mốc 6.550-6.700 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo tẻ thường ở mức 12.000-14.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 23.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000-20.000 đồng 1 kg. Gạo thơm Jasmine 15.500, 17.000 đồng 1 kg, gạo hương lài 19.500 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 19.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 16.000, 17.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái 18.500 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 22.000 đồng 1 kg.